Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Sôi nổi hoạt động nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Công an thành phố Hải Phòng tích cực triển khai vận động tuyên truyền công dân kích hoạt mã số định danh điện tử, thiết thực góp phần phát triển xã hội số và nền kinh tế số. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Dương Kinh tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại tổ dân phố Vân Quan, phường Đa Phúc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tổ dân phố Vân Quan có 603 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, một số hộ nuôi trồng thủy sản và kinh doanh nhỏ lẻ. Năm ngoái, tổ dân phố có 4 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo. Năm nay, tổ dân phố phấn đấu có 2 hộ thoát nghèo và 6 hộ ra khỏi diện hộ cận nghèo. Nhân dân đồng thuận hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị, hiến đất, mở đường. 100% ngõ phố có điện chiếu sáng với kinh phí vận động trên 350 triệu đồng. Mô hình liên thế hệ tự giúp nhau Vân Quan được duy trì và phát triển để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. 95% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ nhiều năm nay. Nhân dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp, nhiều năm liền được công nhận là tổ dân phố không rác. Hôm nay tổ dân phố chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chọn làm điểm cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Cho nên là chính vì vậy ngày hôm nay là bà con nhân dân rất phấn khởi và đến rất là đông vui, cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phải nói là nhân dân rất phấn khởi. Trong những năm qua đại dịch tình hình rất là khó khăn, nhưng mà khi mà chúng ta đã kiểm soát tình hình dịch rất tốt thì cái tình hình kinh tế xã hội ở địa phương nó phát triển rất là mạnh. Có lẽ là cũng năm nay cũng chúng tôi thấy là những kết quả cũng ngoài mong đợi, hoàn thành vượt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, đời sống nhân dân đã được khởi sắc rất rõ rệt và nhân dân rất phấn khởi. Và nhân dịp này thì chúng tôi đã biểu dương khen thưởng một số tổ chức cá nhân và các gia đình có những thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế xã hội mà tổ dân phố Vân Quan đạt được trong năm qua, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nhấn mạnh về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố. Đồng chí mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác mặt trận, thay đổi phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, trọng dân, gần dân. Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng, quận Lê Chân tích cực triển khai các phần việc, góp phần xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn hiệu quả từ cấp cơ sở. Tổ dân phố số 5 phường Vĩnh Niệm được thành lập dựa trên việc sáp nhập hai tổ dân phố số 9 và số 10 trước đây. Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của tổ không chỉ đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mà còn là dịp để người dân lựa chọn bầu ra tổ trưởng tổ dân phố cho khu dân cư của mình. Việc sáp nhập các tổ dân phố thì trước hết là nó phải ổn định về công tác nhân sự. Việc mà tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố càng sớm càng tốt thì càng ổn định được cuộc sống của nhân dân. Và xây dựng một hương ước để đi vào hoạt động ngay thì mọi hoạt động nó sẽ trôi chảy. Kể cả công tác thu chi cũng như là các quan điểm, các cách sống của từng khu tổ dân phố để cho nó vào nền nếp ngay. Thời gian qua, các phường trên địa bàn quận Lê Chân đã tập trung tuyên truyền về bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 thông qua các hội nghị cán bộ chủ chốt của phường và hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử.
Nhờ đó, đến nay, nhiều tổ đã cơ bản hoàn thành đúng quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Dự kiến từ nay đến ngày 16 tháng 11, toàn bộ 158 tổ dân phố của quận sẽ hoàn thành công tác này. Những người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ này được kỳ vọng là những đồng chí có uy tín, tâm huyết để triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư. Sáng nay, trường phổ thông cấp 3 Thủy Sơn, nay là Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, huyện Thủy Nguyên, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường ngày càng khang trang hiện đại, có uy tín lớn với nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thành lập từ năm 1962, Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, tiền thân là trường phổ thông cấp 3 Thủy Sơn, ngôi trường cấp 3 đầu tiên của huyện Thủy Nguyên. 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh và học sinh ở Thủy Nguyên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng nhà trường bức chướng với nội dung 60 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với đó, nhiều tập thể cá nhân của nhà trường được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học. Tiếp tục thực hiện cao điểm 90 ngày đêm của Bộ Công an, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, song các cán bộ chiến sĩ Công an quận Lê Chân vẫn tổ chức hướng dẫn công dân cài đặt các ứng dụng định danh điện tử tại nhiều điểm tập trung đông người. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được các cán bộ chiến sĩ công an quận Lê Chân hướng dẫn cài đặt app VNEID, chỉ chưa đầy 5 phút sau thì việc kích hoạt định danh điện tử trên chiếc điện thoại thông minh này của tôi đã được hoàn tất. Như vậy là chỉ với một vài thao tác đơn giản, tôi đã có thể biến chiếc điện thoại này thành một chiếc căn cước công dân điện tử. Bởi từ nay, ngay trong chiếc điện thoại này, rất nhiều giấy tờ của tôi đã được tích hợp, nên khi ra khỏi nhà thì tôi sẽ không phải mang theo đủ các loại giấy tờ như trước đây. Điều này thì càng đặc biệt quan trọng khi theo kế hoạch thì đến hết ngày 31 tháng 12 tới, chúng ta sẽ chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy và không sử dụng nữa. Theo ghi nhận, trong sáng nay, rất nhiều người dân tập trung tại các điểm hướng dẫn kích hoạt mã số định danh điện tử được đặt tại Trung tâm Thương mại Yêu Môn Hải Phòng, Lê Chân. Đây là một trong nhiều điểm kích hoạt mã số định danh điện tử được Công an quận triển khai trong những ngày vừa qua. Đến thời điểm này thì người dân thì đã rất tích cực ra các điểm để kích hoạt định danh điện tử, mục đích là phục vụ cho việc tải các ứng dụng VNEID về và qua ứng dụng này để giúp cho người dân thay thế cho các cái giấy tờ cần thiết để mang theo, trong đó có cả cái việc là mang theo căn cước gắn chip vật lý. Thì bên cạnh đó, qua ứng dụng thì sẽ sử dụng được cái dịch vụ công trực tuyến của quốc gia, đặc biệt là đối với cả 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06. Tại hai địa điểm khác là khu ký túc xá tập trung phường Kênh Dương và bến xe Vĩnh Niệm cũng được Công an quận triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện việc kích hoạt định danh điện tử. Việc lực lượng công an không quản ngại thời gian, ngày nghỉ, tận tụy hết lòng phục vụ công dân đã khiến cho nhiều người dân ghi nhận, đánh giá cao. Ứng dụng này theo như tôi được biết thì nó sẽ tích hợp căn cước công dân lên app định danh điện tử, còn thêm các giấy tờ khác, ví dụ như là thẻ bảo hiểm y tế hoặc là giấy phép lái xe có thể cũng được tích hợp trên app này. Nhờ app này mà mọi người dân có thể sẽ được rút ngắn cái thời gian mà đi ra các cơ sở hành chính để thực hiện tất cả các thủ tục hành chính. Đối với một người mà làm công ty từ tất cả các ngày trong tuần trừ vào cuối tuần như tôi thì có thể thấy được ngay cái lợi ích của cái app định danh điện tử này mang lại. Ra một nơi công cộng để chơi nhưng mà gặp được các cô chú công an thì
Đây là một sự thuận tiện rất lớn để cho tôi có thể làm quen với các cái ứng dụng thiết thực trong đời sống. Cái ứng dụng định danh điện tử này là một ứng dụng vô cùng thiết thực khi mình có thể tích hợp được nhiều loại giấy tờ như là căn cước công dân hay là thẻ bảo hiểm, rồi là giấy tờ xe thì để tránh trường hợp là quên khi mà đi đường. Định danh điện tử tạo công cụ giúp cho người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, bảo đảm tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả, thay cho việc thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống như trước đây. Qua đó tạo ra những công cụ thuận tiện, giúp cho người dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi và bảo đảm được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo. Việc Công an thành phố Hải Phòng nói chung, Công an các quận huyện nói riêng đang tích cực triển khai vận động, tuyên truyền công dân, kích hoạt mã số định danh điện tử cũng chính là cách xây dựng các công dân số, thiết thực góp phần phát triển xã hội số và nền kinh tế số trong thời gian tới. Những năm qua, cùng với làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thì công tác chính sách hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quan tâm thực hiện và triển khai một cách thiết thực, có hiệu quả, ghi nhận tại huyện Tiên Lãng. Phấn khởi và hạnh phúc là tâm trạng chung của các thành viên trong gia đình ông Vũ Đức Thụy cũng như hàng xóm tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết. Từng tham gia quân ngũ rồi trở về địa phương, tiếp tục tham gia dân quân tự vệ. Tuy nhiên, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên ông Thụy phải sống trong căn nhà cũ xuống cấp. Được sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng địa phương và anh em họ hàng, gia đình ông đã hoàn thành được căn nhà mơ ước. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng đã giúp đỡ gia đình nhà tôi là 80 triệu để xây dựng căn nhà, vì là trước kia căn nhà tôi nó quá rột nát, khi xây dựng đấy các bác vẫn cứ xuống giúp đỡ. Hai là động viên gia đình là cố gắng, cho nên gia đình đã cố gắng và xây dựng được căn nhà nó thật là khang trang, đẹp đẽ và rất là hạnh phúc trong gia đình nhà tôi. Căn nhà của quân nhân Hoàng Văn Tâm cũng đang trong quá trình xây dựng sau khi nhận được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng, góp phần để cuộc sống gia đình anh ổn định hơn. Qua thời gian công tác được hơn 4 năm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng này, được sự giúp đỡ của các lãnh đạo cũng như tập thể anh em trong đơn vị đã giúp đỡ cho tôi được số tiền hơn 100 triệu. Và số tiền hỗ trợ đó thì cũng giúp tôi cũng như gia đình cải tạo và tu sửa lại căn nhà để cho có chỗ ăn ở khang trang. Trong năm qua thì cái hoạt động chính sách hậu phương quân đội là những cái hoạt động mà thiết thực, hiệu quả như là thăm hỏi, tặng quà các cái gia đình chính sách, rồi là tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí tặng quà cho các cái gia đình chính sách. Và đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến việc xây dựng các cái nhà chính sách. Trong năm qua thì đã xây dựng được 5 nhà chính sách, hỗ trợ mỗi gia đình hơn 80 triệu đồng một nhà. Đó chỉ là hai trong số nhiều hoạt động được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng thực hiện với tổng số tiền lên tới hơn 1,9 tỷ đồng trong năm nay cho công tác chính sách hậu phương quân đội và đền ơn đáp nghĩa. Những việc làm này thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của cán bộ chiến sĩ đối với gia đình quân nhân, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, góp phần phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị, dự án xây dựng mở rộng đường tỉnh 363 đoạn từ kênh Hòa Bình từ đường tỉnh 353 đến đường tỉnh 361 được thành phố quan tâm đầu tư, có quy mô xây dựng gần 5,3 km đường theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế là 60 km/h. Đoạn qua quận Dương Kinh theo tiêu chuẩn đường phố gom với tốc độ thiết kế là 50 km/h. Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến về cơ bản đã hoàn thành, địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng cuối năm nay. Với tổng mức đầu tư gần 567 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hiện dự án đang triển khai thi công trên tuyến được bàn giao gần 4,7 km. Trong đó, đào bóc lớp đất hữu cơ, đóng cọc tre xử lý nền đất yếu, giải vải đĩa kỹ thuật, đắp cát, đắp đất núi K98 đạt gần 4,7 km, giải cấp phối đá răm loại 2 K98 đạt 3,8 km, loại 1 bên trái tuyến K98 đạt 3 km, giải thảm mặt đường đoạn đầu tuyến thuộc quận Dương Kinh đạt 1 km, và đang trải thảm asphalt một lớp đoạn dài 3 km từ đường tỉnh 361 về phía quận Dương Kinh. Về tiến độ thi công thì
chúng tôi cũng đã đôn đốc các nhà thầu là thi công, cố gắng thi công và hoàn thành thông xe kỹ thuật trong tháng 12 năm 2022. Đến nay dự án thì cũng đã cơ bản đã giải thảm và giải thảm được một nửa đường, một nửa làn đường, còn nửa bên kia thì sẽ tiếp tục triển khai và sẽ cố gắng hoàn thành trong giai đoạn tháng 12. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hiện trên toàn tuyến công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 90%. Quận Dương Kinh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% với chiều dài toàn tuyến 1,1 km. Huyện Kiến Thụy đã giải phóng mặt bằng được hơn 3,6 km, đạt khoảng 87%. Giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp là 197 hộ thì đã bàn giao xong, và trên tuyến đường thì có 6 hộ có đất và công trình nhà ở trên đất, thì đến nay cả 6 hộ đã chấp hành tự nguyện việc bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công và di rời tạm lánh chỗ ở. Đồng bộ với đó thì huyện cũng đang tổ chức triển khai cái khu tái định cư để kịp thời giao đất cho các hộ đã bàn giao chấp hành cái việc di rời chỗ ở. Hiện các mũi thi công đang tập trung máy móc hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình, phần đầu đến cuối năm nay tuyến đường sẽ được đưa vào sử dụng, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của địa phương, mở rộng kết nối về phía nam thành phố, thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội phát triển. Sau khi đạt chuẩn quốc gia về huyện nông thôn mới, huyện Thủy Nguyên tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cùng với việc hoàn thành các tiêu chí, từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận hơn 92.000 tấn xi măng để xây dựng gần 5.200 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 690 km. Người dân đã đóng góp hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó hiến tặng trên 2,9 hectare đất ở, gần 21 hectare đất nông nghiệp, hơn 1,5 triệu ngày công, hơn 117 tỷ đồng giá trị tài sản vật kiến trúc và hơn 833 tỷ đồng để mua vật tư cát đá. Tổng nguồn huy động trong giai đoạn 2011-2020 là 9.260 tỷ đồng. Thì trong những lúc đầu tiên đi đến vận động nhân dân thì cũng rất nhiều là khó khăn. Có những hộ gia đình phải đi 4-5 lần. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền dần dần, nhân dân cũng đã hiểu được cái ý nghĩa, cái việc làm cái con đường nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu của quê hương mình cho càng ngày đẹp hơn, và đã nhất trí và đã giao mặt bằng cái con đường làm nông thôn mới thì đã hoàn thành một con đường rất khang trang, đẹp, hai bên là có điện, ánh sáng, hệ thống thoát nước. Xây dựng nông thôn mới được xác định là quá trình thực hiện liên tục lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, vào năm 2020, huyện Thủy Nguyên được thành phố chọn hai xã điểm là Gia Minh và Gia Đức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm ngoái, thực hiện ở 5 xã và năm nay tiếp tục triển khai thêm 8 xã, đưa tổng số xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu toàn huyện đến năm nay là 15 xã. Tổng nguồn vốn thành phố đầu tư cho huyện là hơn 1.800 tỷ đồng. Thời điểm này, cả hệ thống chính trị của huyện tập trung vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân ủng hộ, chia sẻ, đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục công trình nông thôn kiểu mẫu. Địa phương phấn đấu 100% số xã sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, lễ biểu dương học sinh sinh viên tiêu biểu thành phố, nơi tôn vinh những bông hoa Trạng Nguyên nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 tới đây tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với sinh viên được biểu dương phải có tiêu chí là tốt nghiệp thủ khoa, ngành hoặc là chuyên ngành xếp hạng giỏi trở lên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022 và có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 8,5 trở lên. Năm nay, trường Đại học Hải Phòng có 11 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đủ tiêu chuẩn nêu trên. 11 sinh viên là 11 bông hoa Trạng Nguyên với tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.
Các em chính là những người đã giữ vững và phát huy tinh thần hiếu học của một ngôi trường có bề dày thành tích hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Là một sinh viên được vinh danh và được thành phố biểu dương thì em cảm thấy rất là vui mừng và tự hào. Và em cảm thấy là cái sự nỗ lực của em trong 4 năm qua đã được ghi nhận từ việc là tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể để được kết nạp đảng ngay tại trong trường đại học. Em sẽ đóng góp hết sức mình, không những là cho thành phố mình và xa hơn là cho đất nước. Em cảm thấy rất là vui, mừng và hạnh phúc khi được nhà trường và thành phố ghi danh mình. Thì thực ra những công sức của em cảm thấy rất là nhỏ bé vì đó là những nỗ lực và mục tiêu em đã định hướng ngay từ năm nhất cho đến năm tư, thì đó là trái ngọt mà em gặt hái được. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn là đơn vị có số lượng sinh viên đủ tiêu chí để tôn vinh tại lễ biểu dương học sinh xuất sắc tiêu biểu nhiều nhất trong số các cơ sở đào tạo tại Hải Phòng. Năm nay, trường có 21 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đủ tiêu chuẩn. Trong số này, Nguyễn Mạnh Vũ, khoa Quản trị Tài chính, vừa trở thành một trong những thủ khoa tốt nghiệp đạt điểm cao nhất trong lịch sử của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với thành tích GPA tuyệt đối 4.0 trên 4.0, điểm rèn luyện 100 trên 100 và vinh dự nhận danh hiệu sinh viên năng tốt cấp trung ương năm 2021. Qua những cái lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu như thế này thì chúng tôi luôn luôn khuyến khích tất cả các em sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cái việc tức là phải cung cấp cho các em những cái kiến thức tốt nhất, những cái kỹ năng tốt nhất và đặc biệt nữa là cái tinh thần thái độ của các em trong quá trình học tập tại trường một cách tốt nhất để các em sẵn sàng tích lũy được những cái kiến thức, những cái kỹ năng và cả cái thái độ, tinh thần chuyên nghiệp để sau này khi các em bước chân vào cuộc sống có đầy đủ những cái hành trang để các em tự tin để lập nghiệp. Tại lễ biểu dương với chủ đề Rèn đức luyện tài kiến tạo, năm nay Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tiền thưởng theo bằng khen và mức khen thưởng 10 triệu đồng một học sinh, sinh viên. Đây là nguồn động viên to lớn cho các học sinh sinh viên tiêu biểu ngày càng nỗ lực phấn đấu rèn luyện để trở thành những tài năng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng thành phố và đất nước. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12 với mục tiêu cơ bản giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh. Như vậy, để thực hiện chương trình theo mục tiêu đề ra, rất cần một bước chuyển về phương pháp chất lượng dạy và học, đặc biệt là ở cấp tiểu học, cấp học bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp. Môn tiếng Anh cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng, giúp các em trao đổi thông tin, tri thức khoa học và kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hóa, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết giữa các dân tộc, hình thành ý thức công dân toàn cầu, góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, các môn ngoại ngữ sẽ được xây dựng theo quan điểm lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học. Theo đó, ở cấp tiểu học, môn tiếng Anh sẽ có 140 tiết một lớp, bình quân 4 tiết một tuần. Mục tiêu mà chương trình đề ra là sau khi hoàn thành chương trình môn tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe nói, đọc viết, trong đó nhấn mạnh 2 kỹ năng nghe và nói, có kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, hình thành cách học tiếng Anh. Sau khi học xong môn tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh có thể đạt trình độ tiếng Anh bậc 1 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Với trường tiểu học Bạch Đằng chúng tôi thì việc dạy tiếng Anh được triển khai với 5 giáo viên và trong đó có 2 giáo viên thuộc bên biên chế nhà nước và có 3 giáo viên thuộc hợp đồng thời vụ. Mặc dù vậy nhưng mà gặp nhiều khó khăn đến như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn thực hiện các chương trình chỉ đạo và cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 khá là hiệu quả. Với mỗi giáo viên chúng tôi thì bất kể một chương trình nào cũng vậy đều có những khó khăn và thuận lợi riêng. Tuy nhiên thì từ những khó khăn đó thì chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Chúng tôi sẽ phải trau dồi kiến thức hơn, sẽ phải tham gia nhiều các buổi tập huấn cũng như là các lớp về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đặc biệt là chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để được giao lưu học hỏi đồng nghiệp. Với quyết tâm đồng bộ, toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 với các giải pháp thiết thực như thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường, khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới học liệu dạy học, đa dạng hóa các chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng,
nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của học sinh và sinh viên. Đó cũng chính là những giải pháp đồng bộ, hứa hẹn sẽ từng bước nâng cao chất lượng dạy và học đối với môn tiếng Anh trong lộ trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, những năm qua, công ty Xứ Nghệ Thuật HDC đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động trong công ty. Qua đó tạo môi trường làm việc an toàn, tích cực để cán bộ công nhân người lao động an tâm, tin tưởng, phát huy hiệu quả công việc. Là công ty gốm Xứ Nghệ Thuật với hơn 30 năm tuổi và có lối đi riêng, công ty Xứ Nghệ Thuật HDC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng gốm, sứ vẽ vàng, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 100 lao động, trong đó có nhiều lao động là người khuyết tật. Với mong muốn tạo môi trường làm việc lành mạnh, chan hòa tình thương yêu sẽ giúp người lao động gắn bó lâu dài và đạt được hiệu quả công việc cao. Nhờ các anh, các chị hướng dẫn em và chỉ bảo cho em, và cũng nhờ các thợ, thầy đi trước em chỉ bảo thì em mới có ngày hôm nay. Là một người con của Hải Phòng thì em cũng muốn làm thật tốt để được các nước ngoài biết được là gốm sứ của Việt Nam nó đẹp, chất lượng. Đây, Hải Đồ Cổ HDC không giống như là một cái nơi làm việc bình thường, mà đúng thực sự mà nói là một ngôi nhà của chúng tôi, như ngôi nhà thứ hai, như gia đình. Đến đây là để làm việc đoàn kết, không hơn không phải, để sẽ bảo nhau để vượt qua tất cả những cái khó khăn của cuộc sống, vượt qua tất cả mọi trở ngại, để làm ra những sản phẩm giữ đúng được cái điều mà người khởi nguồn cái nghề này đã xây dựng, làm được cái gì đó cho thành phố Hải Phòng, để cho khi bất cứ một vị khách ở bất cứ nơi đâu đến đây cũng có thể tự hào về Hải Phòng. Luôn lấy người lao động làm trung tâm để phát triển và coi đó là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty luôn quan tâm đến việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ba Hải Đồ Cổ đã để lại cho chúng tôi nhiệt huyết cũng như là cái vòng đam mê để chúng tôi đi tiếp những cái khát khao để mà làm ra những cái sứ đẹp để đưa ra thị trường trong nước cũng như là thị trường quốc tế. Gần 30 năm qua, doanh nghiệp đã đào tạo cho 17.000 thợ vẽ và trang trí mỹ thuật, miễn phí đào tạo và cấp học bổng hỗ trợ cho nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó của mỗi người lao động tại đây đã giúp công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức để vững tay nghề, tạo ra những sản phẩm chất lượng. Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, quận Hồng Bàng đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng. Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, nhất là công nhân lao động. Do đó, quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm nay của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền nhà cho người lao động đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Khi mà nhận được cái gói hỗ trợ thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Mặc dù là cái số quà tiền nhận được ấy, không được nhiều, tuy nhiên thì nó cũng thể hiện được cái sự quan tâm của Chính phủ và của nhà nước. Thì qua đây thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Chính phủ, nhà nước cũng như là cái ban lãnh đạo của thành phố đã có những cái sự quan tâm rất là cần thiết đối với những người lao động như chúng tôi. Với cá nhân tôi thì tôi luôn rất là biết ơn với sự quan tâm kịp thời của Chính phủ dành cho công nhân, nhất là trong thời kỳ mà dịch bệnh. Bộ Hành chính đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi đã hoàn thành những cái giấy tờ thứ để nhận tiền hỗ trợ một cách nhanh nhất. Chính quyền địa phương thì cũng tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để cho chúng tôi hoàn thành tốt các thủ tục. Để người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đơn vị trên địa bàn triển khai thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo đúng quy định và chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, thành phố. Với sự tập trung nhân lực thẩm định, xác nhận, phê duyệt hồ sơ, quận đã nhanh chóng giải ngân cho các doanh nghiệp để người lao động sớm được nhận tiền hỗ trợ. Đã có 92 doanh nghiệp trên địa bàn quận đăng ký và được hỗ trợ cho người lao động với tổng số gần 2.200 lượt người. Tổng số tiền đã giải ngân gần 1,2 tỷ đồng, góp phần động viên, khích lệ người lao động tích cực hơn trong sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và đất nước. Tiếp theo là những tin vắn đáng chú ý. Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng qua, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,3 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, so với mục tiêu mà Tổng cục Du lịch đề ra cho cả năm nay, ngành du lịch mới đạt gần một nửa kế hoạch. Nhờ lượng khách du lịch cả nội địa và quốc tế đều tăng, nên doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng ước đạt trên 467.000 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số tỉnh thành phố có tỷ lệ doanh thu tăng cao như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng đều có mức tăng trên 200%. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các hãng hàng không dự kiến sẽ tăng hơn 8.000 chuyến bay, tương đương với 32%. Trung bình mỗi ngày trong giai đoạn Tết Nguyên đán sẽ có hơn 1.000 chuyến bay được thực hiện, tăng thêm 260 chuyến mỗi ngày so với ngày thường, nâng tổng số ghế toàn mạng bay nội địa lên hơn 6,7 triệu chỗ. Các đường bay tăng chuyến cao là giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Hải Phòng, Huế và ngược lại. Trong đó, chặng bay giữa Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng tới 54% với dự kiến khoảng trên 1.600 chuyến bay. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 10 tháng qua đạt hơn 22,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 57% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng qua, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 5,34 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản đứng thứ 2,19 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,9 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, tai nạn giao thông vẫn đang là một hiểm họa đối với toàn xã hội. Xác định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc đẩy lùi tai nạn giao thông, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban An toàn Giao thông thành phố hỗ trợ cơ sở vật chất gồm áo thanh niên, mũ tai bèo, băng tay và các dụng cụ hỗ trợ tuyên truyền an toàn giao thông cho 15 mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các quận huyện đoàn và mô hình thanh niên xung phong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học do tổng đội thanh niên xung phong đảm nhận. Đây là những mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, tình hình giao thông tại các khu vực cổng trường học được cải thiện rõ rệt. Cũng tại chương trình đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh Chúng em với an toàn giao thông của 30 thiếu niên nhi đồng tới từ 4 đơn vị: Quận Đoàn Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và Hồng Bàng. Điểm nhấn của ngày hội năm nay là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông cho 100 đoàn viên thanh niên với đề tài xoay quanh các kiến thức về luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Qua chương trình lần này thì nó mang ý nghĩa rất là thiết thực và ý nghĩa đối với các bạn học sinh như chúng em. Và chương trình an toàn giao thông giúp chúng em mở rộng tầm hiểu biết về các luật an toàn giao thông và giúp chúng em có thể đi an toàn hơn khi mà tham gia giao thông. Và em rất mong muốn là sẽ được tham gia nhiều chương trình bổ ích như thế này nữa. Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông cũng nhằm tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân về việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, nhằm nâng cao được cái nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc chấp hành an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các số vụ tai nạn, số người thương vong trong cái việc khi thực hiện tham gia an toàn giao thông. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là ý thức văn hóa tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.